Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Tình hình là bữa nay mình sẽ lấy cái cần nhấp có bóng dừa mình bạn. Cái máy Nessawa 2 ngữ luôn. Lên hồ mình test thử cá tra coi bắt sao các bạn. Cần này lúc trước mình có đánh cá tra rồi bạn. Lúc mình mới cần này lúc trước có anh kia tặng mình, như anh Dũng gì, anh Dũng một tay gì á. Lúc đợt đi xuống câu với mình chung với anh Huy đó. Tặng mình không biết chỗ nào bán luôn. Nói chung anh em nào mua liên hệ với tiệm đồ câu chắc có. Đây cần siêu mini, cần này chắc 1 mét quá, đúng rồi, gần mét à, ngày 8 tấc chắc không tới 1 mét. Đây cần bút bạn, lúc trước mình từng kéo con cá tra 4 ký rồi mà lúc đó không có quay clip, lúc này quay là cho bạn xem. Bữa nay thử lên hồ nha, này mà tán vô con 10 ký thì sao bắt trời. Combo siêu mini đó, giờ mình sẽ bóp mồi xuống cần chiến mà ơi. Nay thử chơi lớn bữa nha. Trời, này dữ á. Ngày này thì gác gì hả? Gác sao? Này không biết đường gác luôn á. Móc vô hả? Gì đi, gì được nè. Đó. Giờ luồn dây vô ma ní rồi bắt đầu bóp mồi ra cần chiến mà. Nay thử kéo con cá Hugo coi nó cảm giác nó sướng cỡ nào. Chơi cần bự cái hết đã, giờ chơi cần nhỏ luôn. Bữa nay quậy một bữa bạn. Rồi giờ chơi thôi, trộn cám chiến thôi. Bánh mì nãy mới lấy được bánh mì nè, kìm combo siêu mini đi đánh hồ cá cha dữ à, này vip à. Chơi thành công mốt đi hồ khác câu cá thịt mới sướng. Này tiếu luôn á, tới lầy luôn. Thôi giờ bóp mồi chiến mà ngay, trộn mồi bóp mồi chiến thôi. Rồi, mình nắng mồi xong rồi bạn ơi, giờ bắt đầu xuống cần nha. Mình sẽ câu ngay số 16 luôn. Đây, ngồi 4, chứ nho bự quặng không nổi đâu. Chơi này vui bạn. Cái mà ní nè, cái mà ní bự hơn cái thằng câu luôn, ghê không? Quá dữ. Này dính con 10 ký, không biết sao kéo lên này ngồi chỗ là làng. Combo dữ không? Hỏi cục mồi mở quặng cái cần của nè. Tới luôn thiệt. Xuống cần nha. Xả một bên lỏng mà ngay, chứ để bên cứng giật gãy cần à. Ê. Ăn luôn cái gì rồi? Dạ. Rồi, chờ đợi thôi bạn ơi. Dây đó có 0.33 ăn luôn rồi kìa. Dây 4 cá gì á, 0.33, dây siêu nhỏ luôn á. Dây siêu nhỏ, cần siêu nhỏ, máy cũng siêu nhỏ luôn. Chơi này sướng rồi nghe. Thôi dây cho tí ra, dây dùng quá thẳng, dùng quá. Ê dính luôn rồi kìa, nổ luôn rồi kìa. Ê cá lên nha. Cá nhỏ bạn ơi. Trời gị kìa, cho nó gị chút đi. Cho ghi thẳng cưng được coi. Nè nè, ghi này nghe lâu ra đầu kia rồi. Đó, ra win coi. Nó kẹt cái máy không ra win được rồi. Đó. Thôi bắt cá nha bạn. Sướng sướng sướng. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Con nhỏ à, thấy nổ bên kia nhỏ à. Mày kệ, bắt nhỏ đi, hồi bắt bự sao. Bắt cá nha, bắt cá nha. Dính thôi. Ôi trời, 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 trời. Chạy. Sướng bạn. Đã phải nhiều nha. Trời, trời, trời. Trời ơi. Cá nhỏ xíu à. Này dính con bự rồi sao bắt không biết nữa. Dạ. Rồi.
xong phim lỗ vốn rồi. Cần nhỏ cần nhỏ chéo à. Câu bộ mũ gì rồi? Con cần câu bị mối ăn. Vậy quá, lỗ cá to lớn rồi gãy câu rồi. Xong. Giờ còn chưa được. Hả? Ừ. 2 ký gử. Được không à? Thấy là con cá mèo lắm, giữ là mèo nha. Xong phim nhét vô chơi tiếp, làm cục nữa coi. Đó, gì chơi luôn, lấy dây nịt lại. Đây, sau hồi nghiên cứu ngậm ngùi cặm cụi thì lấy thun nịt lại xong nè. Nó giờ chơi tiếp. Nó lỡ chơi rồi chơi cho tới luôn. Ra cần tiếp nha. Tới đâu tới, lỡ gãy rồi còn sợ gì nữa. Bệnh gì cử? Dính con bự rồi sao kéo. Nắm vậy là ghì vô. Ây trời ơi. Vô nó giật giật. Rồi xong, cục này chắc lâu ăn này. Cục này nó nằm giữa hồ rồi. Phải quăng qua tới bên nóng và nó mới ăn lẹ. Ê, ăn luôn rồi kìa. Đi ăn luôn rồi nghe. Dĩ ghĩa rồi. Tán cái chì vàng cái coi. Cá ngày ghĩa rồi, cho nó ghĩa tí đi. Câu rồi để nhìn câu không tâm. Đó. Trời chuối cả lên tim bựng bựng ngoái kìa. Giật nè nha. Quýu nè nha. Quýu con. Ê cá bự nè, lên nè, lên cưng nè. Đó, đó. 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 Chạy vô rồi. Đâu rồi? Rồi, nhả mồi ra nó lật ngồi nè, yếu quá. Đó, từ từ. Còn. Đó, 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 đó. Rồi cá chạy vô rồi. Cá chạy vô thiệt luôn, ăn chạy vô rồi. Chơi chạy vô mày đó đó dính này dính này đó 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 chưa ra mua pin đó 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 gãy gãy rồi bự rồi. Rồi bắt cá cái giật con này bự rồi, lên tim nữa kìa, dữ rồi. Ô ngoại chạy lên tim kìa. Rồi tao nói đừng có gạt, cái câu là bị máu ăn dữ lắm rồi nè. 8 khúc luôn rồi. Ô mẹ coi lên tim kìa.
phi con này bự rồi. Mày ghê vậy nào, mắt lấy giật không? Giật. Lúa đuôi lên giật khè coi. Mẹ qua đây chưa gì hết rồi, báo qua đây phía chạy con kia ra thà tà hay là nghi lắm. Trời ơi. Vô. Vô đâu chưa dứt. Trời ơi ướt luôn rồi. Rồi. Cá lạ về hồ, nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Mối ăn để lâu ngày quá, mối ăn nó mục rồi. Giả nữa. Mấy bữa hổm mấy thằng kia con dây nó bị công đâu có nhặt gì đâu. Nó cái phèn nó gần cái máy quá, nó cạ con dây vô cái phèn nhự chứ, quá vị đứt phải. Cạ vô nhầm con dây kìa. Thua, nghỉ chơi, dục luôn. Này thuộc gọi là phá hoại. Thua.